Hé luôn anh em buổi chiều nha. Trước mắt anh em mình là xe Suzuki Ertiga 2017 nè. Phom dáng mặt đẹp không? Cái lăng mới, mẫu mới rồi. Mâm lớp vỏ tích hợp xi-an gương, phom dáng đẹp, 7 chỗ ngồi, gầm cao dễ chạy. Số tự động nút đề luôn chị nha, phom mới, cái lăng mới, đèn mới luôn nè. 2017 là đời cao cấp của dòng Ertiga anh chị ha. Khi mà 2019 nó sẽ ra mẫu mới nữa. Nói xe này bên em đang để cho anh em mình chỉ có đồng tiền vô đâu. 328 triệu xe ngay chủ, máy gầm số ngon, sân si đẹp, chạy xuống nha. 7 chỗ ngồi rộng rãi luôn, tiết kiệm xăng luôn, động cơ máy 1.4 à. 100 cây thì dòng này nó tiêu hao nhiên liệu chỉ có nhiêu đâu? 7 lít. Đấy. Nếu mà anh em mình chạy đủ tải, còn không đủ tải chạy có 6 lít rưỡi nha. Phom dáng quá đẹp luôn mà. Quá ok luôn đúng không anh em? À, sân si đẹp, xe zin, máy số zin nữa chứ. Phom dáng ok, rộng rãi, à, hai dàn lạnh, ABS túi khí đầy đủ nè. Nguyên dàn ghế nè. Túp lô túp ly nỉ riêng còn luôn nè anh chị, đã không? Rất là rộng nha, la phong nữa nè, ngon không? Đó, túp lô túp ly nỉ riêng còn luôn nè. Mà giá cực kỳ yếu dấu luôn ha, 328 triệu còn giảm còn bớt nữa, máy số riêng nữa. Bao xài, bao chạy, bao chán, bao quay đầu đó anh chị nha. Ngại ngần gì đó anh chị qua lựa chọn lấy thử, chạy thử vô tư nha. Màn rồi chà bá vô lăng tích hợp luôn nè. Vô lăng rất là đẹp luôn nè, củ số nè. Xe quá đã luôn chị nha. Tem bọng nhãn mát là sản xuất 2017 nè. Nguyên riêng anh chị nha. Anh chị qua lựa chọn chạy thử lấy thử vô tư. Có xem là sẽ có bớt và có chạy thử là sẽ có bớt anh chị nha. Đó, có alo là có bớt luôn. Hỗ trợ giao lưu, hỗ trợ cho đổi và cho anh em nợ và cho anh em góp luôn. Và có đổi xe máy, đổi ô tô, đổi nhà, đổi đất thành phố Bến Tre luôn. Anh em qua lựa chọn lấy thử chạy thử vô tư cùng với anh Thành Bến Tre. Bên anh Thành Bến Tre thì xe 7 chỗ còn rất là nhiều anh chị, bao gồm những dòng như là Jay, Toyota Innova, Highlander, hoặc là có Captiva, có Fortuner, có Ertiga, có L7, có thêm gì nữa ta, Livina đó, rất là nhiều anh chị. Anh chị qua lựa chọn lấy thử chạy thử vô tư cùng với em nha. Đó, nói chung là anh em mình qua là lụm thôi, nói chung là nhiều xe lắm, qua lựa chọn lấy thử chạy thử cùng em ha. Đó, có bớt, có chạy thử là có bớt thôi, nói chung là vậy. Nhiều xe thì anh em mình cứ qua tham khảo lấy thử đi, từ từ rồi mua cũng được, đâu gì đâu gấp. Nhưng mình coi xe này giờ bữa mình không thích, mình thích xe khác, mình qua mình lựa mình lấy thôi, như vậy đó. Nhiều xe mà, lo gì anh chị, đường nào qua cũng dính thôi. Đó, xe thì nhiều mà, tầm khoảng 100, 200, 300 vài chục cũng có. Đó, xe nào thì cũng ok hết, bán ra có bảo hành, bao xài, bao chạy. Đó, anh em qua lựa ha. Đó, Innova là đa phần bên em Innova là nhiều. Innova bên em là G, Innova G, Innova E. Đó, Innova taxi, Innova gia đình. Đó, xe lẩu cũng có, mà xe rin cũng có, mà xe lướt cũng có. Bên em bán là đa dạng quá phong phú lắm chị nha. Mình không phải bán như những chỗ khác đâu, những chỗ khác quay lên nói anh là anh bán xe riêng, anh bán xe gia đình nha, mình thì không có sao hết, mình có sao nói vậy anh chị. Mình bán xe là có gì phải nói đó anh chị nha. Riêng là riêng, gia đình là gia đình, taxi là taxi đó, dịch vụ là nó dịch vụ anh chị nha. Đó, mình mua đủ hệ loại xe hết trơn vậy. Anh em thích xe nào qua lựa xe đó cho dễ không? Nơi giao lưu và trao đổi mua bán mình đây như cái chợ vậy anh chị ha. Đã là gọi là cái chợ rồi, phải đủ loại đó. Xe 4 chỗ, xe 5 chỗ, xe 7 chỗ đó, và xe dịch vụ và xe taxi và xe gia đình và xe lỗi và xe rin, xe lướt đó, và xe xăng và xe máy dầu và xe số sàn và xe số tự động đó. Nói chung là vậy, anh em có thể qua đi, anh em qua tham khảo lấy thử với em đi, nhiều xe lắm, qua lựa chọn chạy thử lấy thử vô tư đó. Anh em mình ví dụ không đủ tiền thì em cho nợ lại bình thường, nói gì đâu không, cứ qua lựa chọn đi. Mời sẽ lên sóng chi tiết em xe này cho anh em mình xem. Em này là số tự động nè, 280 triệu, tự động 2015, phom mới, nội thất mới luôn rồi, nhiều lắm anh chị nha. Anh chị qua lựa thoải mái. Rồi, cảm ơn, chúc em buổi chiều vui vẻ nha. Anh em nào xem được xe nào alo cho em qua số 0866 6789 71 hoặc 0834 333 71 nha. Địa chỉ anh em cứ gõ Google Thịnh Bến Tre. Đó, hoặc là anh em mình có nhu cầu đóng góp ý kiến hay là có nhu cầu bán xe thì liên hệ cho số 9 em qua số 0564 717171 nha. Cảm ơn anh em mình nhiều.